thoại vô cớ mà người ta thường nói nhiều, viết nhiều và nhắc nhiều tới tuổi trẻ. Bởi suy cho cùng, cuộc đời này đâu có khoảng thời gian nào đẹp đẽ và dễ nuối tiếc như tuổi trẻ nữa đâu. Và ai đó đã từng nói rằng, tuổi trẻ có một lợi thế rằng, bạn cứ thoải mái làm sai vì bạn có rất nhiều thời gian sau này để làm lại. Nhưng thực tế đã chứng minh, đôi khi câu nói đó chỉ là cách nói ngụy biện cho những lỗi lầm mà mình đã từng gây ra. Cá rằng trong mỗi người chúng ta, khi bước qua tuổi đôi mươi, thường ngồi thở dài và tiếc nuối. Giá như ngày xưa mình đừng làm vậy. Càng nhiều lần tự nhủ câu nói đó, tức là càng nhiều lần bạn nhận ra ngày xưa mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, quá nhiều cơ hội để thành công. Vì thế, thay vì để thanh xuân trôi qua đầy lỗi lầm trong vô vọng, thì cuốn sách Tuổi trẻ những điều nên làm của tác giả Ngô Tính do nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2019 gồm 274 trang trên khổ giấy 21cm. Nội dung cuốn sách gồm các mục: thận trọng lựa chọn nghề nghiệp, hãy quý trọng thời gian, nên học cách tiết kiệm, nên học cách đối mặt với thực tế, nên biết cách đề phòng sự đố kỵ, nên biết lúc nào nên im lặng, lúc nào phát biểu trước đám đông, vân vân. Sẽ giúp các bạn trẻ tránh được những sai lầm không đáng có, sẽ không hối hận hay phải nói hai từ giá như. Tương lai không thể đoán trước, quá khứ không thể thay đổi, nhưng bạn có thể sống hết mình cho hiện tại. Nếu bỏ phí hoài ngày hôm nay, tức là đã hủy hoại thành quả của một ngày, làm mất đi tiến trình của ngày mai. Mỗi giai đoạn chỉ có một công việc đặc biệt phù hợp với tuổi tác. Đành rằng thời gian là có hạn, nhưng giá trị của thời gian lại thể hiện ở chỗ chúng ta sử dụng nó như thế nào. Vậy chúng ta hãy quý trọng thời gian, sử dụng hợp lý và khai thác triệt để nó. Chắc hẳn bất cứ ai trong chúng ta đều từng nghe câu nói vui: tiền không mua được tất cả, nhưng tất cả những thứ muốn mua được đều cần đến tiền. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền. Mặc dù những câu nói này chỉ mang tính chất hài hước và có đôi chút châm biếm, nhưng nó lại phản ánh giá trị của đồng tiền trong đời sống xã hội hiện nay. Đồng tiền do con người làm ra, nhưng con người cũng vì nó mà gặp phải nhiều tai ương. Vậy đồng tiền có sức ảnh hưởng như thế nào? Đồng tiền có phải là giá trị của cuộc sống? Những điều này đều được phân tích và làm rõ trong mục Nên biết giá trị của đồng tiền trong cuốn sách. Tục ngữ có câu: mật ngọt chết ruồi. Để chúng ta thấy rằng biết cách nói khéo là một bản lĩnh tuyệt vời, tính cách bộc trực rất tốt, nhưng lời nói bộc trực đôi khi đem lại kết quả không như mong muốn. Nếu như cách nói của bạn quá thẳng thắn, đôi khi sẽ gây tổn thương cho người khác và cho chính bạn. Vì thế, ngoài việc phải thành thật thẳng thắn, còn phải biết cách nói và nắm vững tâm lý của người đối thoại mới đạt được hiệu quả giao tiếp sao cho lọt lỗ tai. Cuốn sách Tuổi trẻ những điều nên làm với nhan đề dành cho giới trẻ nhưng lại có thể phù hợp với mọi đối tượng. Đó là tập hợp những câu chuyện cổ kim, đông tây, những câu chuyện được tác giả sưu tầm và biên soạn. Mỗi câu chuyện là một bài học, một triết lý sống, nhưng không vì thế mà nó khô khan, kén người đọc. Ngược lại, nhờ vào sự dung dị, đời thường đó mà dễ cảm nhận, dễ đi vào lòng người. Chuyên mục Sách hay nên đọc xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm này. Tôi ơi, hãy theo chân tôi đi một đời.